Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Luật cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế là sự lạm quyền của Tô Đại để hành dân. Trong những năm gần đây, dư luận xã hội hết sức bức xúc trước tình trạng công an lộng hành dưới thời Bộ trưởng Tô Lâm. Mới nhất, Quốc hội Việt Nam đã chính thức thông qua luật gây tranh cãi, đó là cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe. Đây là một chính sách mà dư luận xã hội ở Việt Nam đa số không đồng tình. Và đây là hình báo tuổi trẻ đưa tin về việc cấm tuyệt đối nồng độ cồn đối với tài xế. Báo Tuổi Trẻ ngày 27 tháng 6 đưa tin, với tiêu đề quốc hội chốt cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế, bản tin cho biết sáng ngày 27 tháng 6, quốc hội đã biểu quyết thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ với 388 trên 450 đại biểu quốc hội có mặt, biểu quyết tán thành. Bằng 79,84% tổng số đại biểu quốc hội, trong đó có 32 đại biểu không tán thành, 30 đại biểu không biểu quyết việc có một số lượng không nhỏ các đại biểu quốc hội có mặt tại nghị trường đã biểu quyết không tán thành cũng như không biểu quyết để thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế là một sự bất thường, trái với thông lệ. Quốc hội vốn chỉ là một cơ quan của các nghị gật. Bất kể việc, trước khi các đại biểu quốc hội biểu quyết, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã nêu rõ chính sách này chỉ là sự tiếp nối các quy định trong luật giao thông đường bộ năm 2008 và luật về phòng tránh tác hại của rượu, bia, nhưng nhiều đại biểu vẫn tỏ ra không đồng tình với luật này. Chiến dịch cấm lái xe uống rượu tại Việt Nam bắt đầu vào năm 2020. Lúc đầu với Nghị định 100, quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe tham gia giao thông. Theo giới quan sát, biện pháp này đã gây tranh cãi và dẫn đến mức tiêu thụ rượu, bia giảm hẳn ở mức dưới hai con số vào năm 2023 và tiếp tục giảm ở mức trung bình một con số từ đầu năm đến nay. Và đây là hình một tổ tuần tra của Cảnh sát Giao thông Hà Nội. Cụ thể, truyền thông nhà nước xác nhận hãng bia Sabico với nhà máy bia lớn nhất Việt Nam báo cáo lãi ròng năm 2023 giảm hơn 21% so với năm trước đó, còn 4,12 ngàn tỷ đồng. Và công ty Henneken Việt Nam đã dừng hoạt động một nhà máy tại Quảng Nam mà một trong những lý do được đưa ra là vì tác động của Nghị định 100 ban đầu vì chính quyền Việt Nam đưa ra chính sách cấm người lái xe có hơi men đã được công luận đa số đồng tình, nhất là việc lực lượng cảnh sát giao thông xử lý quyết liệt đối với các lái xe say xỉn. Nhưng theo quy định của luật giao thông đường bộ lúc đó, cũng không cấm tuyệt đối nồng độ cồn 0% khi lái xe. Tuy nhiên, sau đó luật trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo với việc cấm uống rượu bia khi lái xe, một lần nữa được đưa vào luật. Cụ thể, cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Nhưng các đại biểu quốc hội cũng như dư luận xã hội vẫn có nhiều ý kiến trái chiều không thống nhất. Và đây là hình Chủ tịch nước Đại tướng Công an Tô Lâm. Đặc biệt ngày 11 tháng 6, tại phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban này đã cơ bản nhất trí về đề xuất của Bộ Công an. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước. Dù rằng đề xuất này đã được chính phủ trình quốc hội hồi đầu tháng 3 năm 2024 nhưng đã bị quốc hội bác bỏ. Sau đó, đến ngày 22 tháng 5, sau khi Bộ trưởng Công an Tô Lâm nhậm chức Chủ tịch nước, thì chính phủ tái đề xuất đưa nội dung này trở lại dự thảo để trình quốc hội thông qua. Công luận thấy rằng, việc mới đây quốc hội thông qua cho phép Bộ Công an được hưởng tới 70% tiền phạt tức là nhà nước mặc nhiên cổ vũ và khích lệ việc xử phạt. Đó là hành vi coi dân là con bò sữa, đồng thời yêu cầu Bộ Công an chấm dứt các hành vi kiếm chác thông qua các chính sách bằng pháp luật. Công luận hy vọng Chủ tịch Tô Lâm hãy chỉ đạo Bộ Công an dành thời gian và nhân lực để tham gia kiểm tra tài sản của các quan chức nhà nước mà cũng quyết liệt như kiểm tra nồng độ cồn thì dân sẽ hết sức ủng hộ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin luật cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế là sự lạm quyền của tô đại để hành dân. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Thanh trừng quân đội Ông Tập có được đội ngũ biết nghe lệch. Ngày 28 tháng 6, BBC tiếng Việt đặt vấn đề. Hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng bị khai trừ đảng, Tập Cận Bình đang muốn gì? Theo đó, với việc bị khai trừ đảng liên quan đến cáo buộc tham nhũng, hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc là ông Lý Thượng Phúc và ông Ngụy Phượng Hòa có thể đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết án trong phiên tòa quân sự. Cả hai quan chức này đang đối mặt với việc bị truy tố trước Tòa án quân sự, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. BBC cho biết, quyết định khai trừ đảng đối với ông Lý và ông Ngụy đã được Bộ Chính trị Trung Quốc thông qua vào ngày 27 tháng 6. Bộ Chính trị Trung Quốc cũng đã chuyển vụ việc đến các công tố viên quân đội. Quyết định kỷ luật đối với hai quan chức này, khai trừ khỏi ban chấp hành Trung ương Đảng, sẽ được công bố trong phiên họp toàn thể từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. BBC nhắc đến một số quan chức Trung Quốc đã ngã ngựa trong thời gian gần đây trong đó cựu Ngoại trưởng Tần Cương đã biến mất một cách bí ẩn từ cuối tháng 6 năm 2023 trước khi bị cách chức. Còn cựu Bộ trưởng Tư pháp Phó Chính Hoa đã bị tòa tuyên án tử hình, sau đó được chuyển sang chung thân không ân xá liên quan đến tội nhận hối lộ và lạm quyền vào tháng 9 năm 2022. Theo BBC, ngày 27 tháng 6, ông Lý Thượng Phúc và ông Nguyễn Phượng Hòa đã bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. BBC dẫn tường thuật của truyền thông nhà nước Trung Quốc. Theo đó, ông Lý Thượng Phúc bị tình nghi đã nhận những khoản tiền hối lộ rất lớn, cũng như hối lộ người khác. Ông cũng đã không hoàn thành trách nhiệm chính trị và tìm kiếm lợi ích cá nhân cho bản thân và người khác. Hồi tháng 10 năm 2023, Trung Quốc đã chính thức bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc hai tháng sau khi ông đột ngột biến mất. Vẫn theo BBC, người tiền nhiệm của ông Lý là cựu Bộ trưởng Nguyễn Phượng Hòa, cũng đã biến mất trước công chúng kể từ khi rời chức vào tháng 3 năm 2023. BBC dẫn Tân Hoa Xã cho hay, một cuộc điều tra được tiến hành nhằm vào ông Ngụy hồi tháng 9 năm 2023 đã phát hiện ông nhận một khoản tiền rất lớn cùng những tài sản quý giá khác và giúp người khác hưởng lợi trái phép thông qua những sự dàn xếp cá nhân. Hãng thông tấn nhà nước đánh giá rằng những hành động của ông Ngụy về bản chất là cực kỳ nghiêm trọng với tác động vô cùng xấu và gây thiệt hại trầm trọng. Và đây là hình Chủ tịch Tập, cũng là Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc trong một lần diệt bình. BBC cũng cho biết những đồn đoán về những chiến dịch thanh trần chống tham nhũng trong quân đội bắt đầu nhen nhóm trên mạng từ đầu tháng 8 năm 2023 khi hai tướng trong bộ tư lệnh tên lửa Trung Quốc bị thay thế. Thiếu tướng Trình Đông Phương, chánh án tòa án quân sự cũng bị thay thế chỉ sau khi nhậm chức vài tháng. BBC dẫn lời thừa nhận của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng quân đội Trung Quốc đang đối mặt với những vấn đề chính trị ăn sâu vào cội rễ và tuyên bố quan chức tham nhũng sẽ không trốn dung thân. BBC dẫn một số nhận định cho rằng công cụ thanh lọc quân đội của ông Tập có thể đã tạo bầu không khí sợ hãi trong quân đội và chính phủ. Từ đó, ông Tập có thể đạt được mục tiêu cuối cùng là có được đội ngũ biết nghe lời, nhưng điều này có thể mang đến những hậu quả khác. BBC dẫn bình luận của tiến sĩ James Charles từ Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore cho rằng tham nhũng đã trở thành vấn đề nan giải đối với quân đội Trung Quốc, đặc biệt kể từ khi mở cửa nền kinh tế những năm 1970. Qua nhiều năm tiến hành loại bỏ những người không được lòng ông Tập, dường như chỉ còn những người chỉ biết răm rắp nghe lời vây xung quanh, có thể ảnh hưởng tiêu cực tới nền an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Chuyện Thanh Trần sẽ tiếp diễn cho đến khi nào chính phủ do đảng Cộng sản lãnh đạo chịu áp dụng một hệ thống pháp lý chuẩn mực thay cho các kỷ luật đảng, tiến sĩ James đánh giá. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thanh Trần Quân Đội, ông Tập có được đội ngũ biết nghe lời. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới